Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ làm một cái video clip nhỏ nhỏ, mình chia sẻ về những ngày tháng đầu tiên khi mà qua bên đất Úc này. Thì hôm nay buổi sáng đẹp trời ha, mình sẽ để cùng với câu chuyện mình sẽ làm một ly cà phê hương vị Việt Nam này, cái phin nữa các bạn, cái cà phê nữa các bạn, đấy, cà phê này mình mua từ Việt Nam qua luôn đó các bạn. Đấy, và mình sẽ pha cà phê uống cho nó tỉnh táo. Tại hôm nay mình ở nhà và có bánh hamburger mà để được chuẩn bị sẵn. Ok, thì bây giờ mình các bạn hãy đi pha cà phê với mình ha, và mình ra đó thì xong rồi thì mình ra mình ngồi nói chuyện với nhau chút xíu cho nó vui vẻ buổi sáng. Các bạn thấy nó đã không? Trời ơi, cái ly cà phê này đó, đây là cà phê Việt Nam xách qua, phin cũng từ Việt Nam xách qua, chỉ có cái sữa này là mua ở đây thôi, cho nên nó rất là Việt Nam luôn các bạn. Và cái cảm giác lâu lắm rồi mới đun cà phê mà nó có cảm giác này, hay cái giọt cà phê nó nhỏ tí tách tí tách tí tách, cái này mà thêm một tí music nữa là coi như là tuyệt vời luôn các anh chị các bạn. Và cái này là bánh kiểu như hamburger nữa bạn, nhưng mà làm ở nhà thì có gì làm đó thôi. Ôi trời ơi, hamburger mà lai Việt Nam đó các chị bạn. Đây này đó, hamburger thì có cheese rồi có ham nè các bạn, rồi có mấy cái chả quế nè, với lại cái rau spinach này, cái rau này ăn rất là tốt luôn nha các anh chị các bạn, làm sinh tố ăn uống rất là tuyệt vời đấy. Vietnamese food nè, kết hợp giữa Á và Âu nè, đó là buổi sáng của tôi nè các anh chị các bạn. Chả cá nè, quất luôn đi chứ còn chờ gì nữa. Xịt thêm miếng tương ớt với lại tương cà nữa, chứ ăn không thì nó cũng nhạt lắm các chị các bạn. Để mình xịt tương cà vô mình quất luôn, coi như là ăn sáng giờ luôn đi, hay là trời trong lúc chờ cà phê. Các anh chị thấy cái view nó đã không? Đó, có miếng tương cà cho nó khác liền nè. Ui chú trời ơi, nó ngon dễ sợ. Rồi, cả nhà ăn sáng nha. Là một cái chả cá của mình, mì cũng như phương tây, ăn cho nó chỉ ăn cho nó no thôi chứ thật sự không có đã lắm. Có mấy cái chả này, ăn cái chả này nhớ lại buổi sáng lúc mà còn ở Việt Nam á, nhiều bạn đi làm dọc cái đường Cộng Hòa ở Sài Gòn á, làm mỗi mình chả cá 12.000. Trời ơi, chả cá nó chiên ra nóng mà ăn cái rau răm rồi xịt miếng tương ớt nữa, ba trái với buổi sáng luôn các anh chị các bạn. Cà phê này thì không có ở đâu cũng có, ở Việt Nam mình bước ra 1 mét là có quán cà phê rồi, ngon quá. Cũng không tệ, nói chung là qua cái này thì nói chung ở đâu thì mình thích nghi ở đó thôi các anh chị các bạn. Ở đây thì bánh mì kiểu này, ở Việt Nam thì bánh mì kiểu Việt Nam. Ok, thì đến thời điểm này thì mình qua bên Úc cũng gần hơn nửa năm rồi, gần 1 năm rồi, cũng còn mấy tháng nữa qua cái Noel này sẽ quay lại qua cái Tết ta là cũng được 1 năm rồi các chị các bạn. Thì mình muốn chia sẻ mấy cái, nhất là cái thú vị là khi qua đây mình cũng được cơ hội trải nghiệm nhiều thứ thời gian đầu, nhất là công việc đó chị. Thì qua mình cũng kiểu như đi làm tay chân, cũng kiểu như là đi làm riết nó quen người ta. Trước khi qua đây mình đã bên Nhật gần 2 năm rồi, cũng đi làm suốt, cho qua đây thì ở chơi 1 2 ngày thôi, chứ còn kêu ở thong thả 1 2 tuần thái thôi đi làm thì nó cũng mệt lắm các chị bạn. Như bạn thấy không, buổi sáng thì ai cũng đi làm hết trơn rồi, nhà vẫn hoe rồi,
đâu có kiểu như là hàng xóm nó nhộn nhạo nhịp như Việt Nam đâu, hay là các cái quán vỉa hè ngoài đường buồn buồn thì còn ra ngồi uống nước rồi ngắm xe cộ rồi cho nó đỡ buồn. Thật sự bên đây nó khó lắm, chỉ thật sự là các bạn nếu mà bạn ở trong trung tâm thì bạn còn vui thôi, chứ các bạn ở các cái vùng mà ngồi ngồi chút thì đi lại phải có xe phương tiện, rồi lại những quán cà phê nó không có kiểu như nhạc sập sình như ở Việt Nam đâu đó, cho nên nó cũng rất là buồn, cho nên phải kiếm gì làm liền luôn. Và cái trải nghiệm đầu tiên thật sự mình đi làm đó là đi làm một cái quán cũng bán về đồ fast food, cũng bán bánh mì nè, đó cũng giống như vậy nhưng mà bánh mì Việt Nam luôn đó các bạn, và thật sự bán rất là ngon luôn đó. Tụi Tây thật sự bên đây nó thích ăn đồ Việt Nam lắm luôn, đặc biệt là bánh mì với là cái món mà đầu tiên mình làm luôn khi mà đặt chân bên đó Úc nè là đó, bacon egg ấy. Đó là cái món mà bánh mì kiểu như bánh mì Việt Nam mình, rồi bỏ trứng ốp la nè, rồi bỏ cái thịt bacon á, mình chiên rồi bỏ vô đó. Tụi Tây rất thích ăn cái kiểu đó, và đó là cái ấn tượng đầu tiên của mình luôn. Và mình mở cái lúc mình vô trong quán á, thì thật sự mình không có biết xài cái bếp của kiểu như bên họ đâu. Cái chỗ bếp mình vặn vô cái thì nó ấn vô cái vặn qua là nó đã cháy rồi đó, mình kêu mình nhưng mà đứng thời lúc đó mình đứng trời, mình vặn hoài sao nó không vặn, cái thả tay ra cái là lửa nó tắt. Thật sự các bạn ha, cái bếp bên đây thì hầu như là mình thấy cái bếp ở trong lò nào cũng vậy hết, là các bạn vặn vô bạn vô nó đánh lửa đúng không, để xoay qua bên cái nóc mà ga mình muốn, nhưng mà phải giữ khoảng vài giây nha các bạn, thì nó mới không có tắt. Lúc bạn buông tay ra thì nó không tắt, nhưng mà đứng loay hoay có buổi mình không cũng phải 4-5 phút đó, thì cái chị chủ quán mới ra mới chỉ mình cách đó. Thật sự thì cái đó là chỉ là biết hay không biết thôi, tại vì mỗi nơi mỗi xài mỗi khác. Bên Nhật mình chỉ cần vặn qua cũng giống như kiểu Việt Nam thôi, ống vô vặn qua cái là nó mở rồi, thả ra cái là nó vẫn không có tắt ra. Đó là kỷ niệm đầu đời của mình, thì mình làm ở đó cũng khoảng được một tháng, tại thực sự rất là xa các bạn. Mình đi từ nhà mình đi vô trong trung tâm, rồi từ trung tâm tới bắt một chuyến tàu nữa để đi qua cái tiệm đó. Thật sự là nó rất mất nhiều thời gian của mình, một ngày thì mất khoảng 2 đến 2 tiếng mấy để đi tàu luôn các bạn, cả đi cả về thì cũng 3 tiếng hơn đó. Rồi thì mình cũng chuyển qua một cái quán khác cũng làm về đồ ăn, mình cũng làm cỡ khoảng được 2 tháng thì cũng ngay trong trung tâm luôn các bạn ha, nhưng mà mình cũng mất rất là nhiều thời gian để đi lại. Cũng nói chung là quán nào cũng tốt hết các chị bạn, nó cũng so với thời gian đầu thì rất là tiện rồi, và được đi làm nè, nhà làm cũng làm bếp rồi thì những cái đó thì mình cảm thấy là cũng ok, mình làm được thôi. Nhưng mà sự xa quá cho nên mình mới dừng lại và tìm việc ở vòng quanh cái chỗ mình ở trước cái đã, để coi thử như thế nào, tại vì thực sự các bạn tiết kiệm được thời gian cũng rất là đỡ luôn các anh chị các bạn. Trong một ngày mà các bạn mất cũng khoảng mấy tiếng để đi tàu thì trừ khi bất khả kháng thôi, chứ còn nếu mà những cái option xung quanh của mình thì vẫn có, thì nên tìm vòng quanh khu vực mình ở thì nó sẽ ok hơn. Tại vì xung quanh mình thì cũng khá là nó cũng không giống như là nhộn nhịp trong trung tâm, nhưng mà cũng khá phát triển đó các anh chị các bạn, thì cũng có cả những khu chợ châu Á nè, chợ Việt nè, người Việt cũng có nhiều chuyện nhiều sống ở trong đó luôn. Rồi cũng có nhà máy, khu mình đặc biệt là các cái nhà máy mà bên đây kêu là hãng đó các bạn, thì cũng rất là nhiều. Và bây giờ mình cũng đang làm ở trong một cái hãng, nó cũng khá nhỏ nhưng mà cũng vậy là ok rồi, mình chỉ mất khoảng 20 phút mỗi ngày để đi đến đi và về thôi, rất là tiết kiệm. Thì cũng khá là chật vật trong thời gian đầu để tìm cái công việc mà nó phù hợp với mình. Đấy là một cái trải nghiệm mà đầu tiên mình muốn chia sẻ các anh chị và các bạn, mà khi mà mình sang đất Úc này thì sẽ còn rất là nhiều điều mình muốn nói và chia sẻ các anh chị và các bạn ha. Là chẳng hạn như là khi mà chuẩn bị sang thì cần những cái gì, rồi khi sang thì tìm việc như thế nào, rồi những cái trang tìm việc nó hữu hiệu với các anh chị các bạn, những cộng đồng giúp các bạn có việc tốt hơn. Rồi cả bên đây rất nhiều vấn đề về chuyện tiền lương này, rồi ăn uống, rồi mua sắm, nhau rất là nhiều. Mà bây giờ mình mới gọi là bắt đầu mình thích nghi dần dần đó các anh chị các bạn, chứ thời gian đầu mình cũng mệt mỏi lắm, phải cố gắng thôi. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video clip tới đây ha, và rất mong được kết nối với các anh chị và các bạn ở trong những cái video clip tiếp theo, cũng như là rất mong được kết nối với tất cả các anh chị và các bạn cùng làm
những cái kênh chia sẻ về cuộc sống của các anh chị và bạn ở khắp Nam Châu luôn các chị và bạn ha. Và nếu bạn đã xem đến giờ phút này thì đừng quên cho mình một cái like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã trải lòng cùng mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những vlog tiếp theo cùng VinVlog. Bye bye.